Diện tích của đám này á, là 6 sào rưỡi ngay khu dân cư. À, đất này thì sổ sẵn 400 mét thổ cư, có nhà, có điện, bê tông vào tới nơi. Hiện tại là này á, thì ra chợ Nam Đà á, thì khoảng tầm 2 cây anh chị ha, 2 cây rưỡi. Còn ra đường nhựa thì khoảng tầm 300 mét nhưng mà ngay mặt tiền bê tông rồi. Và có cà phê như thế này. Đất này thì hiện tại đang trồng full cà phê anh chị ha. Trong đó có xen một số cây điều. Đó. Cà phê ở bên trên này thì cũng được, nhưng mà bên dưới thì không đẹp lắm anh chị nhé. Rất là đẹp. Thế đất thì thoại và hơi dốc anh chị nhé. Bên trên thì hơi dốc một xíu. Bên dưới thì có nhà và dân cư ở xung quanh đây. Đây, bờ ranh của nó là làm được những cái mương vậy hết này. Tách biệt ra hai đám của người khác và đám nhà này. Đó, bên kia thì họ làm sạch sẽ hơn anh chị ha. Bên này thì có cà phê như thế này. Ở trên này thì cà cũng được. Cà nói chung ở trên này thì cũng đạt một xíu. Đó, có những cái cây điều như thế này. Ở trong đây thì có xen một số cây sầu riêng như thế này này. Rất là ít thôi anh chị ha, chứ không nhiều. Với tổng diện tích là 6 sào rưỡi thì trong đó có 400 mét thổ cư. Ngay khu dân cư, điện đóm, ba pha, mọi thứ đầy đủ. Và mặt tiền bê tông luôn anh chị ha. Đó, anh chị nhìn ra thì khu dân cư ngay đây hết này. Và đây đây cũng là đất khu dân cư luôn anh chị nhá. Thế đất thì thoải và bằng và có cả dốc luôn anh chị nhá. 6 sào rưỡi. Khoảng 6 sào rưỡi. Chủ nhà đang nhờ bán là khoảng tầm 500 triệu anh chị ha. Đó. Nó phù hợp anh chị nhá. Phù hợp cho anh chị nào mới ra ở riêng, hoặc là phù hợp cho anh chị nào tài chính thấp thì mình có sẵn cái nguồn cà phê như thế này. Rồi mình có sổ sách đầy đủ. Hoặc anh chị có thể vay thêm ngân hàng cũng được anh chị nhá. Tại vì có sổ sách, có thổ cư thì vay mình sẽ vay ngân hàng rất là dễ. Đó. Đó, cà phê thì nó cũng không đạt lắm đâu anh chị nhá. Cà phê ở đây thì cũng không đạt lắm, nhìn thấy nó cũng không tốt lắm. Anh chị mua phải chăm lại anh chị ha. Đó. Bên dưới này nhìn lên này. Nó cũng đều đều như vậy thôi, nên không ăn thua. Và những tán điều này nó rập, làm cho cái cà này nó không đạt này. Đó. Với lại chủ nhà này họ cũng không chăm được anh chị ha. Bờ ranh bờ rào thoát ra. Và mình quay xuống đây thì xíu anh chị sẽ ra bên chỗ đường bê tông. Như bên bên hàng xóm họ chăm này. Hàng xóm thì họ chăm cà rất là đẹp. Mình qua quay cho một xíu cho anh chị xem ha. Đây, như cà của hàng xóm này rất là đẹp thế này. Nhưng mà nhà này thì họ không chăm được cho nên cà rất là xấu nhưng mà rất là xanh này. Hàng xóm thì cà đẹp nhưng mà rất là vàng. Còn bên này họ mới bỏ phân thì phải. Cà rất là xanh anh chị ha. Đó, bờ này là cái bờ ranh để cắt xuống. Và chỗ bụi tre đó là đường bê tông anh chị ha. Ở đoạn này hình như không tức lắm anh này. Ừ. Nó cũng thoải thoải chứ không có dốc. Đoạn này bước đấy. Dễ hơn. Ừ, bước dễ hơn. Trên hơi dốc. Dạ. Lô này cũng được anh ạ, cũng có mấy trăm thì nó cũng phù hợp đấy. Dạ. Như hôm bữa anh em mình tính đi cái lô ở trong Nam Nung á, nó cũng dốc dốc như vậy anh ạ. Lô mà 370 mà đợt trước bữa anh hỏi đầu tiên á. Đấy. Được cái sâu. Dạ, nó cũng tự tựa rộng. Lô đấy thì là chưa có bìa. Nó 9 sao cơ mà. Dạ. Đây. 9 sao chưa có bìa nhưng mà nó có 300 mấy à. Dạ. Trong này có đám này thì có cây sầu riêng rất là đẹp này. Đó, đang ra hoa này. Nhưng mà cái lô đấy cà đi học lắm chứ. Dạ, cà lô ở cả vách chân đi nữa mà. Cà lô đấy thì đẹp. Ừ. Năm nay đang để hoa. 9 sao đấy thì cứ phải 3 4 tấn. Dạ. Cái nguồn này thì họ không chăm được cho nên cà nó không này là rất là cận kề mà thực tế anh rất thích dạ. Quay. Dạ. Nhưng mà những các cái người tại em cũng muốn quay đủ chi tiết, ví dụ mình đi xem đỡ mất công á anh. Đúng rồi. Nhưng mà mình đi xem nhiều khi đi xa mấy anh chị em ở dưới tận Sài Gòn mà lên đây xem á, nhiều khi mình không quay rõ là cuối cùng lên mất công mất việc không được gì ấy. Ừ. Mà mình mất hết. Dạ. Trên này thì có nhà có cửa này anh chị ha. Anh cẩn thận mấy đứa nhỏ nó đi. Đấy, có nhà cửa, chuồng trại của chủ nhà hết này, họ đang nuôi dê anh chị ha. Ở bên dưới mình thì có đường bê tông như thế này hết anh chị ha. Đó. Đường sắn đường bê tông, sổ thì thổ cư 400. Đó.
À, nhà mình thì bắt đầu từ bên phía này chạy lên. Và tổng diện tích của đám này thì khoảng 6 sào anh chị ha. Đó, đường bê tông. Và đến vào đến nhà này thì hết đường bê tông anh chị ha. Và mình còn một đoạn đã đang là đường đất. Thì mình sẽ qua bên này cho anh chị xem một xíu anh chị nhá. Rất là phù hợp anh chị ha. Đất là khu dân cư này, anh chị thấy không? Nhà dân ở xung quanh lác đác đây hết này. Đó. Rất là ok và có cái một cái ao sen nhỏ ở dưới luôn anh chị nhá. Đó, rất tiện lợi cho anh chị nào mua mà một là mình đầu tư, hai là mình để về lâu về dài hoặc chia cho con cả cho vệ thì nó rất là phù hợp anh chị ha. Tài chính thì nhỏ nhỏ thôi. Đó. Mình nhìn ở trên này thì đi lên á thì nó hơi đứng lên nhưng mà thật sự ở phía trên thì nó rất là lài, rất là nhẹ anh chị ha. À, hệ thống nhà cửa và điện đóm đầy đủ hết anh chị ha. À, với tổng diện tích là 6 sào rưỡi, trong đó có 400 mét thổ cư thì chủ nhà đang nhờ bán là 500 triệu anh chị ha. Giá không thương lượng nữa anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ ngay. Đất này thì thuộc xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hiện tại vị trí này tha chợ Nam Đà thì khoảng tầm 3 cây anh chị ha. Là ngay khu dân cư. Đó, vị trí này là khu dân cư rồi anh chị nhé. Đây, nhà cửa đầy đủ thế này. Khu dân cư này. Đó. À, giá chủ nhà đang nhờ bán là có 500 triệu. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ để đi xem và chốt nha.